giáo lý căn bản bài thứ hai, Đức Chúa Jesus Christ đĩa thứ năm. Sang đến phần thứ bảy, đó là làm cho vững mạnh, nghĩa là lời của Đức Chúa Trời có quyền phép tái tạo lại những người đã từng bị sa ngã bởi tội lỗi của Adam và Eva, được trở lại với tình trạng ban đầu khi là người chưa phạm tội, nghĩa là có quyền phép của Đức Chúa Trời để cai trị những công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho làm trên đất này. Lời của Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho những ai tin vào Jesus Christ, là lời của Đức Chúa Trời, họ sẽ được nhận lãnh Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Khi xưa làm thế nào Adam có thể quản trị công việc của tay Chúa làm được? Đấy là bởi vì chính Đức Chúa Trời đã hà sanh khí của Ngài, và Đức Chúa Trời đã hiệp một các thần của Ngài để tạo dựng Adam, và Đức Chúa Trời đã ban phước cho Adam, tức là Ngài chúc mừng Adam rằng đã làm nên giống như chúng ta. Thì cũng có thể như vậy, khi chúng ta tin Chúa Jesus Christ, thì Chúa Jesus Christ đã cầu xin Đức Cha ban Thánh Linh của Ngài đến với chúng ta, ở trong chúng ta để dẫn dắt chúng ta, ban cho ta sự khôn ngoan thông sáng của Đức Chúa Trời, để khiến cho tâm linh của chúng ta được trang bị lại tất cả thần tánh ban đầu như Adam đã có. Qua đó từng bước một chúng ta nhận lãnh được sự khôn ngoan, sự thông sáng, sự hiểu biết và các ơn tứ chức ban cho chúng ta để nhận biết Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Chúa. Như vậy thì nhờ quyền năng của Chúa ở trong tâm linh chúng ta mà xác thịt này nó giống như là chiếc xe được một người lái giỏi, một người thợ máy giỏi, biết sử dụng, biết bảo trì, biết sửa chữa, biết chăm sóc máy, nó sẽ chạy ngon lành. Máy nổ ngon lành và nó lái đúng đường bởi vì người lái xe tốt. Thì cũng có thể như vậy, khi chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có bản đồ đường đi, chúng ta có luật pháp của Chúa và Thánh Linh của Chúa hướng dẫn ta đi như thế nào, sống ra sao, nói như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ không còn vi phạm mệnh lệnh của Chúa nữa, chúng ta không bị mắc mưu của ma quỷ nữa. Vậy thì khi chúng ta không vi phạm mệnh lệnh của Chúa, thì không có kẻ kiện cáo chúng ta, không có một sự rủa xả nào, không có tai họa nào, không có sự trừng phạt nào có thể đến gần chúng ta được. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, chúng ta được phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Và khi chúng ta được phước như vậy, chúng ta càng gia tăng lên. Phước của Chúa không chỉ thuộc thể mà trong thuộc linh. Ngài gia tăng chúng ta sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết về Chúa cùng các lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên dân thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta không chỉ mạnh về thuộc thể, chúng ta mạnh rất nhiều trong thuộc linh. Bởi vì chúng ta khi giỏi về luật pháp Đức Chúa Trời rồi thì Satan không thể lừa chúng ta được nữa. Và khi chúng ta đấu trận với Satan ở tại tòa, Satan bao giờ cũng thua, bởi vì nó là kẻ cướp, giết, hủy, diệt, nó hàng ngày đều phạm tội trên đất này. Còn chúng ta thì nhờ lời của Chúa được giải phóng ra, chúng ta có quyền để binh vực quyền lợi dân cớ cho anh em mình và bảo vệ chính mình. Bởi đó chúng ta không chỉ mạnh về thuộc thể mà rất mạnh về thuộc linh, vì chúng ta được gọi là dân thầy tế lễ nhà vua, dân giao ước của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có quyền trong danh của Chúa Giêsu để cầm quyền cai trị, biết dùng lẽ thật của Đức Trời là gương của Đức Thánh Linh đó để đánh trận. Bởi đó chúng ta được trở lên mạnh mẽ. Vì sao? Kinh Thánh chép trong sách Gioan đoạn 2 câu 8 chép: sau đó ta sẽ đổ thần ta trên các loài xác thịt, con trai và con cái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Chúng ta đi thần của Chúa ngự trên chúng ta, thì bây giờ tâm linh của chúng ta bắt đầu thông công với Chúa, và Thánh Linh sẽ mặc khải cho chúng ta qua chiêm bao, qua dị tượng ban đêm. Lúc đó là lúc mà xác thịt đang ngủ rồi, vì tâm linh chúng ta không ngủ như xác thịt, mà cứ đó lên Thánh Linh mặc khải cho tâm linh chúng ta. Thì khi chúng ta thức dậy, chúng ta mới biết có chiêm bao, đó sự mặc khải của Đức Chúa Trời bao cho chúng ta. Sa-cơ-ri đoạn 12 câu 10 chép: ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin trên nhà David và trên dân cư Jerusalem, chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng vì cứ con đầu lòng. Ở đây Chúa nói là khi Chúa ban thần của Ngài cho dân Israel, họ sẽ nhận biết Chúa Jesus Christ chính là Đấng Christ. Và Ngài cũng bán là khi Chúa ban thần của Ngài, thần của ơn phước đó là ân điển, nói về sự ban cho Đức Thánh Linh và sự nài xin, ơn về sự cầu nguyện, ơn của sự cầu thay. Thì bây giờ chúng ta mới biết cầu nguyện, chúng ta mới biết cầu thay, chúng ta biết thông công với Chúa như thế nào và mới hiểu rõ luật pháp của Chúa. Bây giờ chúng ta mới có thể tan vỡ lòng mình khi ăn năn xưng tội mình, chúng ta mới được tha thứ. Còn những người tin Chúa đơn thuần theo tục tôn giáo, họ không biết ăn năn, tội lỗi vẫn còn trên họ. Mặc dù tâm linh thì được hưởng giá cứu chuộc, nhưng mà bởi vì cớ họ không hiểu luật pháp, trên trong cuộc sống hàng ngày theo Chúa họ vẫn vi phạm mệnh lệnh của Chúa. Rất ít người được giữ cho đến phút cuối cùng, bởi vì tội lỗi vẫn hành hạ trên họ. Nhưng mà Chúa hứa chúng ta là Ngài đổ thần của ơn phước của sự đại xin. Đây không chỉ nói về Đức Thánh Linh, Ngài ban đặc riêng cho ân điển, và Ngài ban cho chúng ta cái cầu sự cầu nguyện, sự đại xin đấy là sự cầu thay. Và qua đó chúng ta nhận biết được tội lỗi của tổ phụ mình,
và cách cầu nguyện như thế nào, cầu thay như thế nào để giải phóng được cái tội lỗi từ tổ phụ chúng ta, giá trị chúng ta. Vì có những loại tội nó ở trên chúng ta mà chúng ta không thể đơn thuần xưng tội bình thường được, mà phải cầu thay. Đó như tại sao mà khi các môn đồ của Chúa đuổi quỷ ra mà cái đứa trẻ đó nó không ra. Trước khi Chúa Giêsu rầy la ma quỷ phải buông tha nó ra. Bây giờ ma quỷ ra khỏi đứa trẻ đó. Rồi các môn đồ của Chúa hỏi: tại sao chúng tôi không đuổi thứ quỷ đó ra được? Chúa Giêsu nói: thứ quỷ này nếu không cầu nguyện, tức là nếu không cầu thay, không đứng được sức mẻ thì không đuổi nó được. Bởi vì sao? Bởi vì tội lỗi vô tín của người cha mà đứa trẻ đã bị bắt từ khi nó còn sinh ra rồi. Như vậy thì có một quỹ năng hợp, có một cái lý do hợp pháp khi ma quỷ cầm buộc cái đó. Vậy thì phải cầu thay. Cầu thay để nhận biết được cái tội nào đã khiến ma quỷ hợp pháp bắt đứa trẻ này. Thì trong sự cầu thay đó, chúng ta được phép đứng được sức mẻ đại diện cho người đó, căn cứ theo luật pháp của Chúa trong sách Lê-vi-ký đoạn 25. Cũng như trong sách Ê-xê-chiên cho nói phải cầu thay đứng được sức mẻ đó. Cũng như khi xưa khi dân Israel phạm tội, Môi-se đã đứng vào nơi sức mẻ đó để can gián đầu trời xin tha cho dân Israel. Và chính Chúa Giêsu đã đứng vào nơi sức mẻ đó tại vườn Gethsemane để cầu thay cho loài người chúng ta, nhờ đó mà chúng ta được cứu. Đó. Như vậy Chúa phán cho chúng ta là đó là cái điều mà Chúa khiến ta được vững mạnh. Nhờ sự cầu thay, nhờ sự ơn điển Chúa ban cho chúng ta, các ơn Chúa ban cho chúng ta đó, chứ không phải chỉ tin đơn thuần vào Chúa Giêsu mà thôi, mà phải nhận các ơn của Chúa ban cho chúng ta, vì Giêsu Christ là đấng bảo lãnh chúng ta để nhận được các ơn đó. Ma-thi-ơ 28 câu 18-20 chép: Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa ở cùng chúng ta luôn, đó là thần linh của Chúa ở cùng chúng ta, và ngài phán chúng ta là quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ngài rồi, tức là hoàn toàn phục hồi là hoàn toàn trong lời của Đức Trời. Lời Chúa vẫn có quyền phép nhưng do tội lỗi của loài người khiến cho luật pháp không còn có giá trị nữa. Tại vì sao? Loài người cầm luật pháp của Chúa mà phải duy trì luật pháp của Chúa trên đất này. Nhưng khi là người bị giam rồi thì ai duy trì? Ma quỷ duy trì. Nó khiến người ta không hiểu luật pháp của Chúa lên, luật pháp có như không. Nhưng mà Chúa đã đến và đã chuộc lại điều đó, và ngày hôm nay luật pháp đã có giá trị. Ma quỷ đã bị đánh bại tại thập tự giá. Và cái đó là ngày hôm nay khi chúng ta cầm quyền cai trị trong danh Chúa để cầm quyền cai trị như vậy đó, thì luật pháp tiếp tục được vững mạnh và ma quỷ phải chịu phục dưới luật pháp. Đức Chúa Trời, chúng ta được vững mạnh là bởi vì cớ chính ngài ở cùng chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể vững mạnh được nếu chúng ta tiếp tục dạy cho người ta về lời của Đức Chúa Trời, dạy luật pháp cho người ta, dạy người ta vâng giữ luật pháp của Chúa. Bởi vì nếu người ta không có giữ luật pháp của Chúa, ma quỷ có sức mạnh. Bởi khi người nào mà phạm tội thì người đó trở thành tôi mọi cho tội lỗi và ma quỷ sẽ cầm buộc người đó. Sự vững mạnh đây không phải chỉ vì cớ thần linh của Chúa ngồi trên ta mà thôi, mà chính chúng ta phải hợp tác với ngài để ngài dẫn dắt và chúng ta làm theo luật pháp của Chúa. Chúng ta vững mạnh khi chúng ta đi trong con đường luật pháp của Đức Chúa Trời. Thế thì chia sẻ là 35, Chúa phán rõ ràng là tại đó có một đường cái gọi là đường thánh, những kẻ được chuộc sẽ đi trên đường đó. Khi chúng ta đi trên đường đó, không có sư tử trên đó, không có thứ dữ nào cả. Sư tử nói về luật pháp, sự cai trị của luật pháp, không có thứ dữ nào, không có sự trừng phạt, mà chỉ có sự vui vẻ ở trên đầu họ cho đến khi họ về đến Sion, tức là về trong thiên đàng. Nhiều sức mạnh chúng ta chỉ có được khi chúng ta yêu mến lời Chúa, vâng giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa, thì lời Chúa sẽ khiến chúng ta được vững mạnh. Luca 24 câu 48-49 chép: các ngươi làm chứng về mọi điều đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Chúng ta được mặc lấy quyền phép từ trên cao, Thánh Linh của Chúa ngự trên chúng ta, ngài ban cho chúng ta quyền sử dụng trong danh Chúa Jesus Christ mà công bố lời của Đức Chúa Trời và công bố lẽ thật của Đức Chúa Trời là gươm của Đức Thánh Linh. Chúng ta được vững mạnh bởi vì chúng ta được Chúa trang bị quyền phép của ngài cho chúng ta. Phi-líp thứ 2 đoạn 1 câu 3 câu 4 chép: quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, ngài đã ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự ơn át của thế gian bởi tiêu dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Lời hứa của Chúa là ngài ban Thánh Linh của ngài cho chúng ta, và khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh, ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đó là ngài dẫn tâm linh chúng ta vào trong cái lời của lời Chúa, trang bị lại cho tâm linh chúng ta luật pháp của Thánh Linh sống. Mà khi con người bề trong chúng ta, nó cũng được như các em bé ngày hôm nay bắt đầu học từ lớp 1 cho đến lớp 10 vào đại học, được gia tăng kiến thức bởi sự dẫn dắt của cha mẹ nó, nuôi dưỡng nó. Thì trong thuộc linh, Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào trong từng bước một của lẽ thật lời Đức Chúa Trời,
chúng ta được trang bị lại chính lý lịch của mình, quyền phép, nguyên tắc, sự cai trị của Đức Trời trên con người của bên trong của chúng ta. Và nhờ cái quyền phép đó, chúng ta cai trị xác thịt mình, hầu cho xác thịt này không còn phạm tội nữa. Bởi khi nó đã biết nó là ai rồi, và có quyền năng siêu nhiên Đức Trời ở trong tâm linh đó, thì mỗi khi xác thịt có yếu đuối thì tâm linh giơ gươm ra nhắc nhở, và qua sự cầu nguyện trong tiếng mới yêu cầu Thánh Linh giúp đỡ và làm thất bại công việc của ma quỷ. Vậy chúng vậy, chúng ta đừng vững mạnh không phải vì cớ thần linh của Chúa đến để đánh trận chúng ta đâu, không, nhưng mà Ngài đến để dạy dỗ, dẫn dắt, trang bị đã thật cho chúng ta, và tâm linh ta trở thành người đánh trận và cai trị xác thịt mình. Chúng ta có các khí giới của Đức Trời ban chúng ta, đó là lẽ thật, và đặc biệt là quyền trong danh Chúa Jesus Christ để chúng ta đứng vững để đánh trận trong nước Đức Trời. Như vậy, Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn được người chúng ta trở về cùng với Đức Chúa Cha, và chỉ qua Chúa Jesus mà những người tin Ngài mới có thể nhận được sự sống đời đời và tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Sự ban cho Đức Thánh Linh cũng giống như đứa con được sinh ra được trao cho người mẹ để nuôi dưỡng bằng sữa của người mẹ, nó được tăng trưởng vậy. Xưa kia khi chúng ta được sinh ra trên đất này, chúng ta bị nuôi bởi lời của thế gian, ý kiến của cha mẹ, và bị những sự đùa xả thế gian nhồi nhét đủ thứ tệ nạn của xã hội vào. Nhưng bây giờ chúng ta được chuyển sang cho Chúa, và Ngài dùng sữa thiên để nuôi chúng ta, và Ngài dùng lời của Ngài để trang bị lại cho chúng ta, để sự sáng của Chúa thay đổi trên cuộc đời chúng ta, khiến những sự tối tăm ra khỏi từng chúng ta, từng bước một, để chúng ta được rời sang nước sáng láng đã lùng của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 6, câu 46 đến 49 chép: Sao ta, các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ngay. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Ở đây Chúa cho ta biết, Ngài cho chúng ta quyền tự do của con người quyết định cuộc đời của mình. Nhưng Ngài cũng chỉ cho ta biết, khi chúng ta tiếp nhận Chúa và làm theo lời của Chúa, thì chúng ta được vững chắc, bền vững, giống như cái ví dụ của một người xây cái nhà mình trên bằng đá vậy, nó không có sợ hãi gì cả. Điều này có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, mọi sự chúng ta làm, chúng ta xây dựng của đời chúng ta, nó căn cứ theo điều chúng ta chọn. Nên tảng chúng ta đứng, cuộc đời chúng ta có nhiều lĩnh vực lắm. Hôn nhân chúng ta chọn theo ý của Đức Trời, theo ý của chúng ta. Kinh tế, tài chính chúng ta làm việc đây để kiếm tiền đây, đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa, của Đức Trời, hay là cách của thế gian. Mọi lĩnh vực chúng ta đều có nền tảng riêng cần phải có. Vì nếu tất cả mọi lĩnh vực liên quan của đời chúng ta đều có nền tảng ở trên lời của Đức Trời, thì chúng ta được bền vững tất cả mọi sự. Còn nếu chúng ta xây nhà trên bằng đá mà chúng ta lại có những cái điều khác để mà ràng buộc cái ngôi nhà đó lại ở dưới cát, lũ đến nó kéo đi thì sao? Nên ta phải hiểu ra, tin Chúa phải tin trọn vẹn trong tất cả mọi lĩnh vực, bởi vì nó liên quan tất cả nhiều cái lĩnh vực trong cuộc đời chúng ta. Nếu một người tin Chúa chỉ biết tin Đức Chúa Trời đến thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật, có ngày khác làm theo cách của thế gian, thì tội lỗi của thế gian sẽ khiến cho cái lòng tin của người đó không tác dụng nữa, nó sẽ níu kéo lên. Khi sự tai vạ, khi sự phán xét Đức Trời đến, tất cả mọi tội lỗi kia nó trở thành gánh nặng, nó kéo được kia xuống vực luôn. Do đó Chúa cho anh ta biết là khi ta theo Chúa, tất cả mọi sự chúng ta đều phải chọn lời của Đức Chúa Trời để làm nền tảng cho những điều chúng ta quyết định, thì chúng ta sẽ được chắc chắn. Chúng ta học phần thứ tư, là sự sống lại của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? Luật pháp của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của loài người khiến cho không được tôn trọng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ luật pháp của Chúa là thánh khiết, thiêng liêng, công bình và tốt lành. Luật pháp của Đức Trời có quyền ban cho người ta sự thịnh vượng, sự sống dư dật và sự sống đời đời. Khi Đức Trời ban luật pháp cho dân Israel, Chúa đã phán chép trong sách Lê-vi-ký đoạn 18 câu 4 câu 5 nó rất rõ điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho ta biết vì sự yếu đuối của con người nên khiến cho luật pháp trở nên yếu đuối, nên không có tác dụng cho họ nữa. Mặc dù quyền phép trong lời của Chúa là dư dật, và bởi cái đó nên Đức Trời đã phải ban con bột Ngài, tức là lời của chính Ngài để ban cho như thể hiện thành người, để cho loài người có thể nhìn thấy được là chính con Đức Trời thể hiện thành người đó sẽ hành động mẫu mực bằng cách dùng lời của Đức Chúa Trời, vâng lời của Đức Chúa Trời, và khiến cho Chúa có thể mang đến tội lỗi của nhiều người, chịu chết như thập tự giá, nhưng Ngài không chết luôn. Và Ngài có thể phục sinh, Ngài đã phục sinh và Ngài trở về thiên đàng.
Và điều đó để cho người chúng ta biết rõ rằng khi chúng ta tin và hiểu được lời Đức Chúa Trời, vâng giữ làm theo thì chúng ta sẽ được phục hồi lại. Chúa Jesus gánh lấy tội lỗi của loài người và chịu chết thay cho nhân loại, lãnh bóng cho sự nghiêm minh của luật pháp mà Đức Trời đã ban cho loài người, là luật pháp mà chép trong Kinh Thánh vậy. Nghĩa là bất cứ ai sinh ra trên đất này nếu phạm tội thì sẽ bị luật pháp trừng trị. Và chúng ta biết biểu tượng của luật pháp là thập tự giá, gồm có hai chiều thẳng đứng và chiều ngang. Thế ý nghĩa của thập tự giá thì chúng ta thấy chiều thẳng đứng là sự thông công của giữa con người với Đức Chúa Trời. Nhưng khi con người thông công với Đức Chúa Trời lên đến phần nào đó thì là người phải đối diện với một luật pháp Đức Trời đã ban cho. Vì toàn bộ mọi điều trong luật pháp Đức Trời gộp lại thì gồm có hai điều. Tức là kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, hầu vì Chúa hết lòng, và yêu thương kẻ lân cận như mình. Vậy thì cái thập tự giá chiều ngang đó là sự yêu thương kẻ lân cận như mình. Và trong tất cả mọi điều đang đều tập trung vào điều này. Khi chúng ta làm được cái điều chiều ngang đó, chúng ta cũng có thể thông công với Đức Chúa Trời được, tức là theo chiều dọc nữa. Giăng đoạn 11 câu 25 chép, Chúa Jesus đã phán: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Chữ tin ở trong tiếng Hy Lạp mà Chúa Jesus phán đây đó có nghĩa là amen, đồng ý với, chấp nhận, chấp thuận, thuận phục, làm theo. Đó là chữ tin, đó là hành động tiếp diễn. Khi tin vào lời của Đức Chúa Trời, ta đồng ý với tất cả mạng lệnh của Chúa, vâng phục mạng lệnh đó, chấp nhận mạng lệnh đó và làm theo mạng lệnh đó, thì người ta sẽ nhận được cái sự mà Chúa Jesus đã phán là sự sống lại và sự sống một đời. Sự sống lại ở đây trong tiếng Hy Lạp đó có nghĩa là đứng thẳng lên lần nữa, phục hồi lại, đòi lại được, lấy lại được điều bị mất, đảo ngược tình thế, nâng đỡ dậy. Là người bị mất tất cả các ân tứ, quyền phép, uy quyền, sự vinh hiển Đức Trời ban cho bởi cớ tội lỗi. Điều này không nghĩa là Satan cướp được, nhưng mà nọc độc của tội lỗi đã khiến cho người ta không sử dụng được các quyền phép đó nữa. Thế đây ví dụ như khi chúng ta có rất nhiều loại máy móc ở trong nhà chúng ta và chúng ta có thể sử dụng nó cho công việc của sinh hoạt, nhưng mà khi nó mất điện thì chúng ta không còn sử dụng được các vật đó nữa, mặc dù nó vẫn còn điện hữu nhưng mà chúng ta không sử dụng được. Thì cũng có thể như vậy, Kinh Thánh chép rằng các ơn ban cho và sự kêu gọi của Đức Trời không hề đổi lại bao giờ, hay không lấy lại. Nhưng mà vì cớ tội lỗi khiến cho người ta không thể hành động được nữa, giống như mà bị tê liệt, không có thể sử dụng được các quyền phép ân thứ Chúa ban cho nữa. Và bởi cớ đó lên, nó có thể nhìn thấy, nó có thể nghe được, nó cảm thấy đau xót trong lòng, nhưng nó không có quyền làm bất cứ điều gì cả. Nhưng mà khi chúng ta vâng phục lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được phục hồi lại. Tại sao khi chúng ta vâng phục lời Đức Chúa Trời, chúng ta được phục hồi lại? Đây là một nguyên tắc. Đó là khi Đức Trời phán, thì mọi vật được dựng nên. Đức Trời đã tạo dựng cho loài người mà Ngài phán với loài người, ban phước cho loài người và cho loài người quyền quản trị công việc tay Chúa làm. Nhưng khi Satan lừa dối loài người bằng cách rằng tung hóa mù, lừa dối bẻ quẹo lời Chúa, Đức Chúa Trời phán rằng nếu người ăn thì sẽ chết, thì nó nói là không chết đâu. Nhưng mà thế mà ăn vào đó thì mắt mở ra như Đức Chúa Trời. Như vậy thì khi mà Adam cũng như Eva đã ăn chay cấm đó, tức là hành động tin theo lời con rắn, chấp nhận lời con rắn và làm theo lời con rắn thì chết, mất uy quyền. Thì cũng một phương pháp như vậy, nếu chúng ta vâng lời của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và làm theo lời Đức Chúa Trời, thì quyền phép trong lời Chúa sẽ khiến chúng ta được phục hồi lại những gì chúng ta đã bị mất. Nếu như người ta tin theo lời con rắn, làm theo lời con rắn, thì cái nọc độc ở trong lời của con rắn, vì ma quỷ đến để cướp giết hủy diệt đó, thì sẽ khiến chúng ta bị tê liệt đi và sẽ chết nếu không được cứu rỗi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã đứng rất công bình, Satan không thể kiện được lại Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng lời Đức Chúa Trời có quyền phép, mà trong quyền phép của Đức Chúa Trời phục hồi chúng ta lại từng phần một. Không phải khi chúng ta vừa tin Chúa Jesus rồi chúng ta đọc Kinh Thánh là ngay lập tức chúng ta được phục hồi ngay đâu. Bởi vì chúng ta đọc những bài trước đó, lời của Chúa phát triển ở trên cuộc đời chúng ta hay là trong Đức Chúa Trời theo nguyên tắc là gieo sẽ mọc. Khi lời đó được gieo xuống một cái môi trường, tức là đất, nếu nó đục cái môi trường mà tốt cho nó sẽ mọc lên, nó sẽ sanh ra bông trái. Và khi sanh bông trái như vậy, nó bày tỏ quyền phép ra để khiến cho người ta được hưởng cái bông trái của nó. Thì cũng có thể như vậy, khi chúng ta làm theo lời Đức Chúa Trời, thì tùy theo sức của chúng ta, tùy theo ý muốn của chúng ta nữa, nếu chúng ta suy gẫm của Chúa, lời của Chúa ngày và đêm, cẩn thận làm theo thật là kỹ càng đó, thì thời gian chúng ta khiến được phục hồi lại cái ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta từ lúc ban đầu đó nhanh hơn.
Còn nếu người chỉ lẽo đẽo đi theo người ta, đi theo đạo, đi theo nhà thờ, theo nhóm, hội thánh mà không suy gẫm luật pháp, không có làm theo thì họ không nhận được lại. Nên là thời gian chúng ta nhận lại tất cả mọi quyền phép Chúa ban cho chúng ta đó là do chúng ta quyết định. Và khi chúng ta tiếp nhận lời Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hiểu rõ là trước khi chúng ta tin Chúa đó, chúng ta hầu hết đã ở trong sự đồ xà của luật pháp rồi. Tội lỗi của tổ phụ chúng ta dồn trên chúng ta gồm có tới 16 người. Mà nếu chúng ta kết hôn nó thành tới 32 người vì cả hai trở nên một thịt. Vì tội lỗi nó khiến cho chúng ta phải bị cái sự đồ xà từ tổ phụ truyền lại và khiến ta bị thất bại. Mặc dù chúng ta đang sống, mặc dù chúng ta đang hành động, nhưng mà chúng ta đang bị thất bại rồi, bị mất rồi, bị hà hiếp, bị cướp giật, bị lừa đảo, bị thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời và chúng ta làm theo luật pháp và hiệp với đất thật thì chúng ta có thể bẻ gãy được tất cả sự đồ xà đã giáng trên tội lỗi của tổ phụ chúng ta truyền đến chúng ta, cũng như tội lỗi của chúng ta trong quá khứ được bẻ gãy đi, bởi vì được thanh toán ở trên thập tự giá bởi sự tổn thương của thân thể Chúa Giêsu rồi. Thì bây giờ những sự đó không còn trên chúng ta nữa, bây giờ chúng ta được phục hồi lại cái quyền được cai trị. Bởi vì khi thân thể chúng ta nó là cái nhà ngoài mà có người bên trong chúng ta, nó người chủ nhà ở trong phòng trong, nếu như cái phòng ngoài đó mà cướp đã ở thì người chủ nhà làm sao có thể hành động được, không thể hành động được. Nhưng khi chúng ta đã thanh toán món nợ đó theo sự trả giá mà Chúa Giêsu đã làm thay cho chúng ta công bố bởi đức tin, thì Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta đã công bố và Ngài sẽ xét xử và Ngài sẽ đuổi cái lục ma quỷ đó ra khỏi thân thể chúng ta. Thì bây giờ tâm linh chúng ta được giải phóng, nó bắt đầu hành động trở lại, nó bắt đầu được phục hồi lại cái quyền để cai trị xác thịt của nó. Sự sống lại ở đây là phục hồi lại, đứng thẳng dậy một lần nữa, lấy lại điều được bị mất, đảo ngược tình thế. Ở trong Thi Thiên đoạn 7 câu 11 chép: Đức Chúa Trời là quán án công bình, thật là Đức Chúa Trời hàng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng lời của Ngài hàng còn đến đời đời. Chúa Giêsu đã đến và cảnh báo cho dân Israel biết là Thi Thiên cũng là luật pháp, Thi Thiên cũng là lời Đức Chúa Trời. Như vậy tất cả mọi điều được chép trong Kinh Thánh đó đều là Đức Chúa Trời cho phép và nó thuộc về ý của Đức Chúa Trời. Và bởi đó nó thành luật pháp của chúng ta. Nên khi chúng ta hiểu rõ đi điều này thì chúng ta có quyền khiếu nại đến Đức Chúa Trời bất cứ điều gì mà ma quỷ đã tìm cách lừa dối để cướp giật tất cả mọi sự vốn thuộc của chúng ta: sức khỏe, kinh tế tài chính, sự phước hạnh trong gia đình, hay là công ăn việc làm, trí tuệ, các bông trái của thân thể mình. Thì tất cả mọi cái sự đó, khi chúng ta theo Chúa, chúng ta biết rõ rằng Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta lại cho Ngài và Ngài chuộc trọn vẹn. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng vẫn còn bị cướp giật, vẫn còn bị hà hiếp, vẫn còn bệnh tật, vẫn có sự bị người ta lừa đảo, thì biết rõ ràng là ma quỷ là kẻ lừa dối, vẫn tiếp tục lừa dối chúng ta và tìm cách cướp đoạt. Thì chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời và trong danh Chúa Giêsu chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời là đứng biết và làm chứng mà Ngài là quan án công bình, Ngài đang ngồi tòa để xét xử muôn dân. Trong chữ muôn dân đây có kèm cả các thiên sứ nữa, để vì thiên sứ cũng còn được gọi là loài người trong thuộc linh nữa. Thì Ngài sẽ xét xử cho chúng ta, bởi vì Chúa nổi giận cùng kẻ ác. Bất cứ một kẻ nào làm ác, thiên sứ, thiên binh hay là con người mà làm ác thì Chúa sẽ xét xử nó. Thi Thiên đoạn 9 câu 4 chép: Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Châm ngôn đoạn 21 câu 1: Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Roma đoạn 10 câu 11 chép: Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Tất cả những điều này là một số điều nhỏ trong những rất nhiều điều ở trong Kinh Thánh, chỉ cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tin cậy Chúa thì chúng ta có quyền thông công với Đức Chúa Trời, báo cáo trình tự những công việc chúng ta lên cho Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã trao quyền cho chúng ta quản trị công việc của Chúa ở trên đất này. Vì Chúa Giêsu đã lấy lại được cái quyền đó, nên Ngài phán là hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã trao cho Ngài. Như vậy thì khi xưa vì Adam phạm tội, cái quyền đó bị mất đi, nhưng bây giờ quyền đó được trao lại cho chúng ta. Và trong khi chúng ta thi hành chức vụ, chúng ta không có quyền đuổi ma quỷ xuống địa ngục, nhưng mà chúng ta có quyền trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu. Và chúng ta phải đưa nó ra trước tòa án của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ xem xét. Bởi vì bất cứ điều gì chúng ta kêu cầu đến Chúa thì Ngài sẽ xem xét. Ở bởi cái đó nên có rất nhiều nơi họ không hiểu được luật pháp này, nên họ chỉ kêu cầu Chúa, xin Chúa cứu, xin Chúa làm được này, làm được kia. Còn chính họ không làm cái trách nhiệm của người chủ nhân của trái đất. Và bởi cái đó nên họ không được bình vực. Vì Chúa đã chúng ta tùy theo lời Ngài nghe mà chúng ta nói. Sự sống lại của Chúa Giêsu có ý nghĩa cho tâm linh của chúng ta.
Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là lời tạo dựng nên muôn vật và ban sự sống cho muôn vật. Chúng ta thấy các loài sống rồi lại chết đi, nhưng mà nó luôn luôn được duy trì cái nòi giống. Tất cả các con sinh vật mình mắt mình không nhìn thấy được hay là thấy được, các loài cây, các loài thu đồng, và nó vẫn còn tồn tại ở trên trái đất này, di truyền trên trái đất này, bởi vì lời Đức Chúa Trời cho phép đó như vậy. Chúa muốn tất cả các loài đó còn sống thì nó được sống. Nhưng riêng đối với là người chúng ta, Kinh Thánh không hề có chỗ nào nói là người sẽ phải chết cả, cho đến khi Adam phạm tội. Chúa nói nếu Adam phạm tội thì sẽ chết, còn nếu như Adam không phạm tội thì chắc chắn sẽ không có nói đến sự chết. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta được sống đời đời. Thế khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ thì chúng ta phải hiểu rõ sẽ có hai phần xảy ra. Phần thứ nhất là khả năng, bản năng, chức năng của thân thể xác thịt chúng ta được phục hồi lại. Nó có là sự sống lại nữa. Sự sống lại của thân thể chúng ta đó là phục hồi lại các bông trái hoa quả của thân thể mình. Chúa chữa lành chúng ta, Chúa khiến chúng ta được khỏe mạnh lại, Chúa chúc phước cho tâm trí của chúng ta được khôn ngoan, Chúa chúc phước cho sắc đẹp của chúng ta được phục hồi lại. Và tất cả điều gì mà chúng ta đã bị mất bởi cớ tội lỗi của tổ phụ hoặc của chúng ta đó thì chúng ta sẽ được lấy trở lại. Chúng ta được thỏa tất cả các vật ngon mà Chúa ban cho chúng ta. Vì nếu chúng ta đọc vào trong sách Bể Gãy Sụt Xả, chúng ta thấy rõ ràng là có rất nhiều người là không ăn được các vật ngon vì cớ các sự đổ xả. Các vật rất ngon thì không ăn được, toàn ăn vật khô, vật mặn mà thôi. Vật tươi như là cá tươi thì không ăn được, có nghĩa không ăn được những loại trái cây lạ, không ăn được, vì đó là một sự đổ xả. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa thì Chúa khiến chúng ta được chữa lành và chúng ta được phục hồi lại. Chúng ta ăn bất cứ vật gì cũng không bị dị ứng. Có nhiều người thì ăn ốc, ăn sò, ăn đồ biển thì bị dị ứng. Đó là sự đùa sáng. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa thì điều đó được chữa lành hoàn toàn. Hoặc là xưa kia khi mà người ta chưa tin Chúa, sự đùa sáng giáng trên người ta không có con. Nhưng mà khi người ta tin Chúa thì Chúa chữa lành cho họ và Chúa khiến họ không còn bị son sẻ nữa. Và họ gia đình họ được sanh con. Đó là cái sự phục hồi lại, sự sống lại của thân thể. Còn sự sống lại của tâm linh thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu như Adam, tức là tâm linh của loài người đó, mà không có xác chuộc thì sẽ chết luôn. Bởi cái đó nên tâm linh của chúng ta đang sống ở trong cơ thể chúng ta, nó được sống lại. Chứ sống lại đây không có nghĩa là nó đã chết rồi. Chứ sống lại đây là được phục hồi lại tất cả các khả năng, bản năng, chức năng mà Chúa đang ban cho nó từ lúc ban đầu. Chúng ta hiểu rõ sự sống lại đây không có nghĩa là nó đã chết rồi. Không. Loài người sẽ chết nếu như nó không tiếp nhận sự cứu chuộc. Và bởi cái đó tất cả mọi người trên đất này đều có cơ hội được sự cứu rỗi. Và bởi cái đó nên Chúa vẫn tiếp tục nhịn nhục chờ đợi để cứu thêm người ta vào trong hội thánh của Ngài. Phần thứ 5, Chúa Giêsu trở về thiên đàng để làm gì? Sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 chép: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chúa quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở cái miền trên trời vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có một mặt trận. Mặt trận này là do chính chúng ta đối diện trực tiếp với ma quỷ, là kẻ cướp, giết, hủy diệt. Ma quỷ khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng bởi cớ nổi loạn kiêu ngạo của Lucifer thì chúng được cầm quyền trốn không trung. Kinh Thánh chép rất rõ, chứ không phải trái đất này. Nhưng mà loài người thì được Đức Chúa Trời trao chúa quyền để quản trị đất. Khi mà Adam tin theo lời của con rắn, ăn trái cấm như là Eva đã ăn đó, thì lời Chúa chép là khi người ta thuận phục một vật gì đó thì người ta trở nên tôi mọi cho vật đó. Khi mà người thuận phục và tham muốn tiền bạc thì nên tôi mọi cho tiền bạc, tôi mọi cho ma môn. Cho nên khi loài người nghe theo lời con rắn thì trở nên con cái của ma quỷ. Chúa Giêsu phán rằng các người là con cái của ma quỷ, các người làm theo lời của cha mình. Chúa nói phán với những người Giuđa cứng lòng. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta được chuộc lại cho Chúa và Chúa đã tước bỏ quyền lực đó, tức là quyền lực của ma quỷ ở trên thập tự giá rồi. Và bây giờ Ngài trao cái điều đó cho chúng ta, tức là chúng ta được quyền quản trị đất như lúc ban đầu khi Adam chưa phạm tội vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là Satan là khách vãng lai mà thôi, chứ không có chủ quyền trên trái đất này. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ là kẻ cầm quyền trốn không trung, mà chúng ta cầm quyền ở trên đất này. Và khi chúng ta phát hiện có kẻ xâm lược cái lãnh thổ của chúng ta thì chúng ta phải đánh trận. Và trong khi chúng ta đánh trận, chúng ta có quyền
kêu cầu Đức Chúa Trời mở phiên tòa để binh vực chúng ta, xem xét và xét xử cho chúng ta nữa. Và vừa đó thì khi chúng ta hiểu rõ được chúng ta có một trận chiến này xảy ra, thứ nhất, ma quỷ là kẻ tố cáo loài người chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong sách Gióp cho chúng ta biết ma quỷ giỡn chơi đây đó, nó bay liệng khắp mọi nơi đó, rình mò người ta và tố cáo người ta trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi có đơn tố cáo lên trước mặt quan án thì quan án sẽ xét xử. Và bởi cái đó nên không có người nào thoát được, tội lỗi của người nào đó không thể thoát được trước mặt của Đức Chúa Trời. Bởi vì ma quỷ rất vui khi người ta phạm tội, bởi vì nó có cơ hội để nó di trú từ không trung vào trong thân thể xác thịt của người ta. Bởi khi người ta phạm tội thì trở thành tôi mọi cho ma quỷ rồi, và ma quỷ sẽ đàn áp người đó ở trên thân thể người đó và hành hạ người đó theo luật pháp. Mà khi chúng ta theo Chúa như vậy đó thì chúng ta hiểu rõ được luật pháp Đức Trời ban cho chúng ta căn cứ từ lời Chúa, thì nếu như đã có xác chuộc mà chúng ta được gọi là dân thể tế lễ nhà vua, thì chúng ta phải hiểu rõ luật làm thế nào để chuộc anh em chúng ta ra khỏi cái sự bị trói buộc đó. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 nói rất rõ là nếu anh em ngươi ở cùng ngươi trở nên nghèo mà bán một phần sản nghiệp mình, thì ngươi là bà con gần phải đến chuộc lại phần sản nghiệp cho anh em mình. Đây nói là anh em chúng ta, tất cả chúng ta đều ra từ một cha, đó là Đức Chúa Trời. Vậy nếu chúng ta biết được người đó vì thiếu hiểu biết, chữ nghèo đây là nói vì thiếu biết về luật pháp, bán một phần sản nghiệp tức là sự phạm tội, họ phạm tội toàn bộ, phạm tội môi miệng, phạm tội về chân tay, thì những cái phần nào bị phạm tội thì ma quỷ trói buộc căn cứ theo luật của Chúa nói. Phàm nơi nào ghi nhớ danh Chúa thì ngài đến ban phước, và phàm nơi nào không ghi nhớ danh Chúa mà ghi nhớ lời của ma quỷ thì ma quỷ nó đến nó cướp. Và bởi cái đó lên đấy, chúng ta là bà con gần với họ phải đến chuộc lại. Chuộc bằng cái nào? Áp dụng lời của Đức Chúa Trời đến chia sẻ lời Chúa cho người đó, dạy cho người đó biết người đó phải ăn năn. Và lời của Đức Trời là giá chuộc cho chúng ta. Và nếu người đó tin, người ta ăn năn làm theo luật pháp, hiệp lẽ thật, thì chúng ta sẽ chuộc lại người đó cho Đức Chúa Trời. Đặc biệt cũng trong sách Lê Vi Ký đoạn 25, Chúa nói là trong năm ân mỉ đó, các ngươi phải cho phép chuộc đất lại. Và Chúa cho phép đó là gì? Ngay lập tức thi hành, không được chậm trễ, không được ngăn trở. Và Chúa nói rõ rằng là các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Chúa nói về Satan. Vì dân Israel không phải là ngoại bang, nhưng mà Chúa nói các ngươi là khách ngoại bang như kẻ kiều ngụ vậy. Như vậy Chúa nói để ma quỷ mình hiểu rõ điều đó. Thế nên khi ta hiểu luật đó, chúng ta là người Lê Vi thuộc linh và chúng ta thuộc dân thể tế lễ nhà vua, chúng ta hiểu luật của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ đánh trận với Satan. Đấy là khẩu chiến. Khi Chúa Giêsu nói trước mặt Pilate, hiện giờ nước của ta chưa đến. Nếu nước của ta đến trên thế này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận. Chúa Giêsu đến không phải để đánh trận. Ngài đến để làm giá chuộc lại chủ quyền, uy quyền cho loài người chúng ta. Còn trách nhiệm chúng ta phải đánh trận, bởi vì chính chúng ta đánh mất. Và bây giờ Chúa chuộc lại thì chúng ta phải đánh trận để đuổi cái kẻ xâm lược ra khỏi lãnh thổ của chúng ta, đuổi ma quỷ ra khỏi thân thể của chúng ta, đuổi ra khỏi vùng đất mà Đức Chúa đã giao cho chúng ta. Giăng đoạn 14 có 23 chép, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Ở đây chúng ta thấy rõ là Đức Chúa Trời của chúng ta là quan án công bình, ngài không tin vì ai cả. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến và ngài làm đấng trung bảo cho chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Qua đó nên khi Chúa Giêsu trở về bên hữu Đức Cha toàn năng, ngài cầu thay cho chúng ta, và mọi âm mưu của ma quỷ đều không lọt khỏi sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã cầu thay cho chúng ta và mách bảo cho chúng ta phải làm gì qua Thánh Linh của ngài. Như vậy thì ở đây Chúa nhắc nhủ chúng ta này, nếu chúng ta quả thật yêu Chúa Giêsu thì chúng ta phải hiểu rằng Chúa đã yêu chúng ta và dùng chính huyết của ngài để chuộc chúng ta lại cho ngài, để chúng ta được sống với ngài, vì chúng ta vốn ra từ ngài. Như vậy nếu quả thật chúng ta yêu ngài thì không được làm ngài bị tổn thương. Nếu chúng ta yêu ngài thì chúng ta phải làm cho Chúa vui vẻ. Chúa vui như thế nào? Khi chúng ta gia tăng sự biết về cớ, học hỏi lời của Chúa, được tăng trưởng lớn lên và được cầm quyền cai trị như ngài, thì bây giờ Chúa sẽ vui. Và Chúa nói là vâng giữ lời của ngài, vâng giữ lời của Chúa thì thứ nhất chúng ta được sống lại, được phục hồi lại, được chữa lành, được ban phước, được thịnh vượng, được giàu có. Thứ hai, chúng ta được gia tăng sự hiểu biết, kiến thức, tri thức, lời của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, chúng ta đi trong đường lối thánh nhất công bình của Chúa, ma quỷ không thể đến gần chúng ta được. Và khi chúng ta đi trong đường lối của Chúa như vậy đó, chúng ta trở nên thầy tế lễ nhà vua, chúng ta thuộc luật pháp, rồi luật pháp. Và khi quyền lực của ma quỷ tấn công chúng ta biết rõ nó bất hợp pháp ở chỗ nào.
và chúng ta đánh trận với chúng qua khẩu chiến, tức là chúng ta đưa nó ra tòa án của Đức Chúa Trời. Ma quỷ tấn công loài người cũng bằng cách kiện cáo loài người ở trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta tấn công lại ma quỷ cũng bằng cách trong danh Chúa Jesus trói buộc chúng và đưa chúng ra trước mặt Đức Chúa Trời vậy. Và khi đưa ra như vậy đó, chúng ta phải hiểu rõ chúng ta phải nói gì. Chúng ta phải tố cáo cái tội của chúng căn cứ theo điều đã chép trong Kinh Thánh như thế nào. Cũng như các vị luật sư đấy, khi họ bào chữa cho các bị can đấy, khách của họ đó, họ đều đưa luật ra không? Các điều luật đã có chép trong hiến pháp, trong luật pháp, đưa cái điều luật đó ra để bênh vực quyền lợi dân cứ cho cái người mà họ bênh vực. Thì chúng ta cũng vậy. Chúa Jesus trở về thiên đàng, và đây là sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời đã phán trước là khi lời của Đức Chúa Trời đã phán ra thì tạo nên các vật đều làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngay chính chúng ta cũng vậy, chúng ta được ra từ lòng Đức Chúa Trời, miệng Đức Chúa Trời phán và Ngài tạo dựng thân thể xác thịt, nhưng mà sanh khí từ trong Ngài đã san sẻ khiến chúng ta được dựng nên. Và Chúa đã phán rõ ở trong Ê-sai 55 từ câu 10 đến 13, và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho xanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Và vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Chúa Jesus ra từ Đức Chúa Trời cũng trở lại trong Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng nói là chúng ta cũng trở lại trong Đức Chúa Trời nữa. Như vậy là khi chúng ta trở vào trong thiên đàng, chúng ta cũng ở trong Đức Chúa Trời. Chúa Jesus trở về thiên đàng là điều vô cùng quan trọng cho những người tin Ngài. Vì cớ Chúa Jesus ở trên đó, Ngài quan sát tất cả mọi sự và các thánh đồ đã trở về thiên đàng trên đó đều cầu nguyện cho chúng ta. Họ ở trên thiên đàng và được thấy tất cả điều gì xảy ra trên trái đất này. Họ không thể thông công trực tiếp chúng ta được, nhưng mà qua như điều đó họ tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Cha để cho hội thánh của Chúa cùng công việc của Chúa ở trên đất này được khởi thành. Và Chúa Jesus ở trên đó thì chúng ta biết rằng ma quỷ rất ngại đối diện với Chúa Jesus, bởi vì hắn phạm tội chống lại Chúa. Cho nên là việc Chúa Jesus ngồi bên hữu Đức Cha là vô cùng lợi cho chúng ta. Bởi vì nhờ đó mà chúng ta được cầu thay, chúng ta được dẫn dắt, chúng ta được chỉ đạo. Và chúng ta được Chúa báo cho chúng ta biết những sự mầu nhiệm mà Chúa muốn cho chúng ta biết. Chúng ta biết rằng trong mặt trận, bất cứ một trận chiến nào đó, đối phương nào mà cầm quyền được không chung thì đối phương nó thắng. Tại vì từ trên cao họ nhìn thấy tất cả mọi sự dưới đất này và điều khiển các vũ khí từ xa tiêu diệt tất cả các mục tiêu của đối phương. Đó là do tại sao các cường quốc ở trên trái đất này luôn luôn tìm mọi cách để mà khống chế cái không trung này. Ai mà khống chế được không trung, người đó thắng. Chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta ở trên trời, Ngài biết rõ tất cả mọi sự. Để chúng ta có đứng ở trên cao nhìn tất cả mọi sự rồi, chúng ta được vững chí. Sách Hebrew đoạn 1 câu 3 đến câu 4 chép: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự thành tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm trong nơi rất cao. Vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Chúng ta cũng biết rằng khi Chúa Jesus trở về trên thiên đàng thì Thánh Linh của Chúa đến với chúng ta. Đấy điều tốt nhất, vì Thánh Linh của Đấng Christ, chính thần của Ngài đến ngự trên chúng ta. Và nhờ thần của Chúa mà chúng ta có sự hiểu biết về tri thức, cũng sự mặc khải mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và Chúa sai các thiên sứ của Chúa đến để giúp việc những kẻ được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta ngày hôm nay đã được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nhìn thấy thiên sứ bằng mắt thường, nhưng chúng ta biết rõ rằng thiên sứ của Chúa đến hành động với chúng ta nữa. Khải huyền là một câu 6: Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng tôi và làm cho chúng ta lên nước Ngài. Nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài đáng được vinh sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Hebrew đoạn 7 câu 25 chép: Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Có một số người không hiểu tại sao Chúa Jesus cầu thay rồi mà chúng ta còn phải cầu thay. Thực tế ra chúng ta quên một điều rằng Chúa Jesus là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Chúa là đầu. Sự suy nghĩ ở trên đầu quyết định và chân tay các chi thể hành động. Cũng có thể như vậy, Chúa Jesus đưa ra tất cả mọi quyết định và Chúa báo cho từng chi thể trong thân thể của Chúa hành động ở trên đất này. Chúa cầu thay rất là Ngài huy động
Ngài chỉ đạo, Ngài dẫn dắt các tôi tớ của Chúa ở nhiều nơi để mà cầu thay cho các tôi tớ của Chúa. Tôi nhớ một vị giáo sĩ của người Mỹ, thập kỷ 60 ông ta sang bên châu Phi, ông ta công tác bên đó. Và một ngày kia ông bị kết lị do bị tà thuật, ông bị tấn công. Ông cưỡi một con lạc đà đi qua một cái vùng sa mạc đó để tới một cái vùng đất khác. Nhưng trên đường ông đi như vậy đó, ông mất sức, ông quỵ xuống, ông ngã xuống dưới và ông buộc chân ông vào cái con lạc đà đó và ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện: Chúa xin đón linh hồn con về với Ngài. Thì cũng một lúc đó thì ở bên Mỹ, trong cái đêm thì một người đàn bà đang cầu nguyện, thì Chúa cho người đàn bà là thấy hình ảnh, toàn bộ hình ảnh đó, và bà vẫn tiếp tục cầu nguyện hoài. Bà cầu nguyện liên tục, bà cầu nguyện liên tục cho tới mới như vậy đó, cho đến khi bà thấy cái người đó đứng dậy được và lên lưng của lạc đà đi được, thì bà mới nghỉ. Bà ghi lại trong cuốn nhật ký của bà tất cả mọi điều bà đã nhìn thấy. Cách đâu một khoảng một vài năm sau, vị giáo sĩ có cơ hội trở về nước Mỹ và đến thăm cái hội thánh của cái người đàn bà đó. Thì khi ông có làm chứng về công việc Chúa ở bên châu Phi, thì cái người đàn bà mà đã cầu từng cầu nguyện cho cái trường hợp đó đó nhìn thấy ông và bà nhớ lại cái điều đó. Sau khi ông chia sẻ xong thì bà có đến gặp ông, bà nói là: cái ngày đó, tháng đó, cái thời gian đó, tôi có một sự khải tượng trong khi đang cầu nguyện và tôi thấy một người rất giống ông. Và bà kể lại, và cái vị giáo sĩ kia nói: đó là tôi. Chính điều đó đã xảy ra tôi trong thời gian đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là Đức Trời trên trời nhìn xuống xem ai là người đang tỉnh thức để sẵn sàng cầu thay, mà chúng ta không biết là điều gì xảy ra. Đó là trong khi chúng ta trong cầu nguyện trong tiếng mới, chúng ta cầu thay, chúng ta chi viện cho hội thánh của Chúa, chi viện cho các thánh đồ của Chúa, hoặc có thể chúng ta thấy khải tượng, hoặc là thánh linh của Chúa cảm động chúng ta cầu nguyện cho đến khi chúng ta xong thì thôi. Và bởi đó Chúa dạy chúng ta là chớ dập tắt thánh linh, chớ làm buồn lòng thánh Đức Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta được cảm động điều gì đó thì chúng ta cứ cầu nguyện cho đến khi nào Chúa chúng ta êm dịu trở lại. Đó, Chúa cầu thay tức là qua thân thể của Ngài, Chúa cầu thay cho các thánh đồ của Chúa. Sự Chúa Giêsu trở về thiên đàng đó là để cho thần lẽ thật của Ngài đến với chúng ta. Giăng đoạn 16 câu 7 chép: giờ vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Cũng trong Giăng 15 câu 6 chép: khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng sẽ ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài làm chứng về ta. Giăng đoạn 16 câu 13: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Đây là sự mầu nhiệm, vì nếu Chúa Giêsu không trở về thì thần lẽ thật không thể đến được, bởi vì Chúa dùng lời của Ngài hiện thân trong thân thể xác thịt để dẫn dắt chúng ta. Khi các môn đồ của Chúa hiểu rõ Ngài là ai rồi, thì bây giờ Chúa trao lại mạng lệnh của Ngài cho các môn đồ và Chúa trở về với Đức Chúa Cha. Và bây giờ thì chính Ngài đến như lời hứa Đức Chúa đã bán trước khoảng 800 năm trước đó qua tiên tri Joel. Ngài sẽ đổ thần của Ngài ở trên chúng ta, rồi Ngài sẽ khiến chúng ta biết các lời của Ngài và điều đó được ứng nghiệm. Cho nên khi Chúa Giêsu phán về điều này, Ngài sẽ trở về, điều đó ích lợi cho chúng ta. Vì khi Ngài ở trên đất này thì Ngài chỉ trong một thân thể bị hạn chế mà thôi. Khi Chúa trở về như vậy thì Thánh Linh của Chúa ở khắp mọi nơi, không còn hạn chế nữa. Thì đó chúng ta thấy rằng Đức Trời chúng ta chỉ có một, không thể có hai Đức Trời cùng hành động trên đất này được. Chỉ có một mà thôi. Nếu chúng ta tin lời của Đức Trời thì chúng ta thấy rõ ràng lời Chúa hành động và Thánh Linh của Chúa luôn luôn sẵn sàng, không có bao giờ chọi nhau cả, vì chỉ có một Đức Trời. Cho nên chúng ta thấy rõ là sự ích lợi là Thánh Linh của Chúa đến với chúng ta để dẫn chúng ta vào mọi thật ở trong lời của Đức Chúa Trời. Sự bày tỏ của Đức Thánh Linh cho chúng ta, vì Ngài biết tất cả mọi sự mưu luận của ma quỷ, Ngài biết tất cả những sự mà con người ta nghị luận trong lòng, bày mưu tinh kế ra sao. Thánh Linh biết rõ tất cả mọi sự trong lòng người ta, và bởi cái đó nên Ngài có thể mách bảo cho các tôi tớ của Chúa có khải tượng, có chiêm bao. Nếu chúng ta đọc trong sách các công vụ các sứ đồ thì thấy rõ là có lúc Đức Thánh Linh cấm không cho họ sang xứ Bithyni mà các môn đồ đều đâu có biết, hoặc là Đức Thánh Linh vừa giúp, Đức Thánh Linh đem đi. Có rất nhiều cái mà chúng ta thấy là chúng ta không nhìn thấy trước được, nhưng mà Thánh Linh biết trước và Ngài giúp đỡ chúng ta, hoặc là đi hoặc là ngừng do sự cai trị của Ngài. Chúng ta phần thứ 6, ý nghĩa của danh Giêsu và Giêsu Christ. Trong tiếng Hebrew, danh Chúa Giêsu được gọi là Jehoshua, tức là Joshua. Trong tiếng Hy Lạp gọi là Giêsu. Cả hai cái ngôn ngữ này đều mang một ý nghĩa như nhau, đó là Đức Giê-hô-va, đấng đầu tiên, đấng là tất cả,
Đấng mang sự cứu chuộc, Đấng làm chứng cho, làm cho ứng nghiệm, Đấng giúp đỡ, Đấng chữa lành, Đấng bảo vệ, Đấng báo thù, Đấng mở rộng không hạn chế, Đấng giải cứu, giải phóng, giải thoát, Đấng duy trì, Đấng dẫn đường. Có chữ danh hay được gọi là tên ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là uy quyền, bổn tánh, sự tôn trọng. Khi nói đến danh Chúa, ấy là chúng ta đang nói ý nghĩa trọn vẹn về cả uy quyền, bổn tánh và sự tôn trọng của Ngài. Bởi cái đó nên khi chúng ta theo Chúa, chúng ta này nhân danh ta trong uy quyền và bổn tánh và sự tôn trọng của ta. Chúng ta hãy tin vào danh Ngài, tin vào uy quyền của Ngài, tin vào bổn tánh của Ngài. Chúng có rất nhiều người ngày hôm nay đó thì sống trên thế gian này nghĩ theo cách của thế gian, nghĩ rằng khi mà nói đến danh Chúa Giêsu nó là tên Ngài thôi, nhưng mà không hiểu được lời của Chúa là luôn có thần linh và sự sống, nên người ta chỉ có nghĩ đến chữ Giêsu, nên người ta chỉ cầu xin Chúa giống như là cầu xin một thần tượng vậy. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ rằng khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu, hay là chúng ta trong uy quyền và bổn tánh của Chúa Giêsu, tức là Đấng gồm tóm tất cả mọi sự trong mọi loài đó, thì chúng ta phải hiểu rõ bổn tánh của Ngài là gì. Ngài không tê vị ai cả, Ngài nhân từ, rồi lòng thương xót, chậm dần đầy ơn, hay đủ ý về sự giáng tay vạ, nhưng không coi kẻ có tội là vô tội. Nếu ta biết rõ điều đó thì phải biết rằng Chúa không nhận hối lộ. Vì ai muốn đến gần Đức Trời thì không được phép làm điều ác. Như vậy thì trước khi chúng ta mở miệng cầu nguyện với Đức Trời, chúng ta phải biết rõ rằng bổn tánh của Chúa gồm có những điều gì. Bởi vì nếu không, chúng ta đến gần Chúa chúng ta sẽ bị phán xét bởi vì chúng ta ô uế, nếu chúng ta còn có tội ác. Và khi chúng ta đến với uy quyền của Chúa, chúng ta phải đến với bổn tánh của Chúa trước. Tức là mình phải soi vào chính mình, hợp pháp đến trước mặt Chúa chưa? Khi chúng ta được hợp pháp đến trước mặt Chúa, chúng ta có quyền nhờ cậy uy quyền của Ngài, nhờ cậy và quyền khả năng vô đối của Chúa là Đấng giải cứu, giải phóng, giải thoát chúng ta, Đấng công bình, Đấng xét xử tội nhân. Giêsu tức là Đức Giê-hô-va. Khi Chúa Giêsu đến trên trái đất này, Ngài sống với loài người chúng ta khoảng 30 năm trong gia đình của Joseph và Mary, nhưng không hề có một phép lạ nào được xảy ra cho đến khi Chúa chịu bắp tên tại sông Giô-đanh. Và sau khi Chúa chịu bắp tên lên khỏi mặt nước như vậy thì Thánh Linh của Chúa ngự trên Ngài không chừng mực. Và bây giờ Chúa Giêsu được Thánh Linh cảm động đưa vào trong đường vắng để chịu sự cám dỗ. Sau 40 ngày Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, và bây giờ quyền phép bắt đầu được thi hành, được bày tỏ ra, và người ta bắt đầu gọi Ngài là Đấng Christ. Đấng Christ tức là Đấng chịu sức dầu, trong tiếng Hebrew gọi là Đấng Messi, Đấng chịu sức dầu. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ một vấn đề. Khi nói về Giêsu cũng giống như luật pháp đến trước, Thánh Linh đến sau. Khi nói đến Giêsu nói được luật pháp văn tự, vì Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Trời, và bởi cái đó nên Chúa Giêsu có phán một câu: nơi ai nấy phạm đến con người còn được tha, nhưng phạm đến Đức Thánh Linh thì đời này đời sau không được tha. Dân Giu-đa cũng như là các môn đồ của Chúa tiếp nhận Chúa Giêsu trước, nhưng sau đó họ mới biết Ngài là Đấng Christ, họ mới bắt đầu theo Ngài và nhận được sự sứ dầu của chính Ngài. Thì cũng có thể như vậy, Giêsu và Giêsu Christ là một, nhưng mà có hai thời kỳ. Cũng giống như là khi chúng ta mới tiếp nhận Chúa, chúng ta mới chỉ biết kinh thánh văn tự mà thôi, chúng ta chưa biết lẽ thật. Nhưng sau khi chúng ta được sự ban cho Đức Thánh Linh, bây giờ chúng ta bắt đầu biết lẽ thật. Và biết lẽ thật như vậy thì chúng ta vừa có luật pháp văn tự và vừa có luật pháp của Thánh Linh sự sống, cũng như chính Chúa Giêsu. Ban đầu Ngài là Giêsu ở Nazareth, nhưng sau đó Ngài được gọi là Đấng Christ, vẫn là một con người, nhưng thời kỳ thứ hai khác nhau và sự tôn trọng cũng khác nhau nữa. Cho nên là đây là cái điều mầu nhiệm cho chúng ta biết. Mà khi một người mà tin Chúa Giêsu Christ mà tiếp nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh, thế là người ta tiếp nhận luật pháp văn tự của Chúa rồi mới được tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Thì khi được tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh rồi, tức là người đó được sức dầu. Và khi người đó được sức dầu, người đó là nhờ sự sức dầu của Chúa, tức quyền phép đó mà hiểu được luật pháp văn tự. Hiểu được luật pháp văn tự và hiểu được luật pháp của Thánh Linh sự sống, bây giờ người ta được gọi là môn đồ của Đấng Christ. Mà Đấng Christ còn được gọi là Đấng tiên tri ở Nazareth, phải không nào? Là giáo sư lớn của Đức Chúa Trời, phải không nào? Đấng chữa lành, Đấng chân chiên hiền lành. Trong tất cả các năm chức vụ của tin lành thì Chúa Giêsu làm chọn tất cả. Như vậy, môn đồ của Đấng Christ tức là môn đồ của Đấng chịu sức dầu. Mà chữ môn đồ trong tiếng Hebrew có nghĩa là một người được huấn luyện, được trang bị, có khả năng làm được như thầy của mình và trung thành với thầy của mình. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy là hầu hết những hội thánh không nhận bắt tên Đức Thánh Linh thì người ta vẫn chỉ biết Giêsu mà thôi. Họ chưa hiểu rõ được cái quyền năng của Đấng Christ như thế nào cả.
Thế nên họ, mặc dù họ vẫn nói Jesus Christ, nhưng họ vẫn chưa hiểu được cái sự rước dầu của Chúa ban cho chúng ta như thế nào. Họ vẫn ở bên ngoài, chưa vào được bên trong lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ đứng ngoài và nhìn vào thôi, họ chưa vào bên trong, họ chưa là môn đồ của Chúa. Họ chỉ là người, những người tin có Đức Chúa Trời, những người tin Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời mà thôi. Họ chưa hoàn toàn tin rằng tất cả mọi lời Đức Chúa Trời có quyền phép, họ chưa hưởng được điều đó, bởi vì họ chưa được sức dầu. Phần 7, thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta biết rõ Chúa Jesus Christ tức là đấng cứu chuộc chúng ta. Chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã dùng lời của Chúa tạo dựng chúng ta, và Ngài cũng dùng lời của chính Ngài để cứu chuộc chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ rằng khi chúng ta đối diện với lời của Đức Chúa Trời, ấy là chúng ta đang đối diện với Đức Chúa Trời. Chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng Ngài biết rõ chúng ta đang nhìn vào chữ nào, đoạn nào, và đó chúng ta nghĩ gì về lời chúng ta đang nhìn thấy ở trong Kinh Thánh. Và ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta đó là chúng ta phải, thứ nhất, hết lòng, hết sức, hết ý mà kính mến Ngài và hầu việc Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 hai chép: ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy rẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý đã định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp ý với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Chúng ta tất cả giống như là kẻ nô lệ bị bán trong thời cổ đấy. Và khi chúng ta được một người chủ mới mua chúng ta lại, thì chúng ta thuộc về chủ mới rồi. Và Chúa Jesus đã chủ chúng ta trọn vẹn cả thân hồn và linh cho chúng ta, và cho chúng ta được phục hồi lại. Như vậy chúng ta không có quyền trên mình nữa, chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa Jesus. Và chúng ta được quyền sử dụng trong danh của Chúa để cầu xin ơn của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hầu việc Ngài được. Như vậy chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết ý mà kính yêu Ngài và hầu việc Ngài. Hết lòng, hết sức mà yêu và hầu việc Ngài có nghĩa là chúng ta phải trau dồi mình qua lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đọc thật nhiều lời của Đức Chúa Trời để chúng ta nhớ lời của Chúa, để cẩn thận làm theo. Vì thực tế ra không phải chúng ta đọc nhiều, thuộc nhiều như vậy thì Chúa vui. Nhưng cái chính là Chúa vui là bởi vì khi chúng ta đọc nhiều, thuộc nhiều, ích lợi cho chúng ta, giúp cho chúng ta có thể giữ được mạng sống của mình cho khi chúng ta được trở về thiên đàng, vì Chúa không muốn mất chúng ta. Chúa vui là bởi vì điều chúng ta làm đó sẽ giữ chính chúng ta. Ngài không giữ nữa, mà chính chúng ta phải giữ. Chúa vui khi chúng ta hiểu được ý của Chúa và chúng ta làm thành điều đó, vì Chúa không tê vị ai cả. Và thứ hai, hãy nhìn xem Đức Chúa Christ là cổ đệ của đức tin. Trong tất cả mọi công việc chúng ta, trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải đối diện với nhiều thứ. Và có những cái chúng ta có thể hoàn thành được theo trí khôn của mình, theo kinh nghiệm mình đã học được khi chúng ta sống trên trái đất này. Nhưng có những cái chúng ta đối diện với những nan đề, những khó khăn mà chúng ta cảm thấy vượt quá sức chúng ta, hoặc là chúng ta không muốn mình bị mắc mưu kế của ma quỷ, hoặc chúng ta muốn được hiểu biết ý của Chúa cho cuộc đời chúng ta khi chúng ta đối diện với các công việc đó và làm như thế nào để biết Chúa, thì chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời và nhìn đâu, nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Như Chúa Jesus trong tất cả mọi sự Ngài đều cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thường thì mỗi buổi sáng rất sớm tinh mơ, Chúa đều lên núi để cầu nguyện với Đức Chúa Cha, để cho công việc trong ngày đó Chúa được thi hành một cách tốt lành. Ban đêm Chúa cũng cầu nguyện nữa. Điều đó nghĩa là Chúa thông công với Đức Chúa Cha để được nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Cha trong ngày hôm sau, cũng như báo cáo với Đức Chúa Cha những điều mình cầu xin Chúa giúp đỡ cho. Ở buổi sáng cũng vậy, nhận lãnh sự mạng lệnh của Chúa ban cho chúng ta. Như vậy thì trong tất cả mọi sự đó chúng ta đều nhìn chăm vào Chúa, và đặc biệt là khi gặp khó khăn, khi gặp bắt bớ hoàn cảnh, chúng ta đều nhờ cậy Chúa. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1 đến câu 2 chép: thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến với lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mình, vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Tin vào Chúa Giêsu vì biết rõ ràng là Ngài đã thắng, chúng ta chớ sợ hãi vì ta đã thắng thế gian rồi. Thứ hai nữa, lòng của vua ở trong tay Chúa, Ngài có quyền thay đổi lòng của họ. Nếu chúng ta đối diện với sự bắt bớ, sự vu cáo, sự hành hạ chúng ta,
chúng ta không chống trả lại, chúng ta cầu xin Đức Trời bình và quyền lợi cho chính mình, chúng ta cầu xin Chúa thay đổi lòng của họ, khiến chúng ta được giải phóng, giải thoát ra để được thờ phượng Chúa. Đó là điều quan trọng nhất. Và chúng ta tin cậy nơi Ngài, nhìn chăm vào Ngài, tin cậy nơi Chúa. Vì chính Chúa Giêsu khi mà đối diện với cái nan đề khó khăn nhất, Chúa đều cầu nguyện Đức Cha và nhờ ơn Đức Cha, chứ không nhờ ơn của con người. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Vì thứ ba, hãy có đức tin của Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Lời của Đức Trời có quyền phép để giúp đỡ, để bảo vệ và cứu chuộc chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp và mọi thời gian. Mác đoạn 11 câu 22 đến 23 chép: Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ bảo hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Chúa Giêsu phán: Hãy tin đến Đức Chúa Trời. Chúa chớ tin đến loài người. Cho dù loài người có như vậy, nhìn bên ngoài có thể là mạnh mẽ đó, nhưng mà nó không được bền vững. Tin đến Đức Chúa Trời là đấng chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà trong tất cả mọi sự đều trong tay Ngài hết. Cả thế gian đều thuộc về Chúa, sống hay chết cho quyền của Đức Chúa Trời cai trị. Như vậy thì tin đến Đức Chúa Trời là đấng chúng ta không nhìn thấy là điều rất khó khăn. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu nói hãy tin đến Đức Chúa Trời. Có chỗ thì hãy tin đến Đức Chúa Trời, không hãy tin ta nữa. Tức là tin Đức Chúa Trời đấng không thấy được, nhưng mà Ngài đã hiện diện. Ngài là đấng hằng hữu, tự hiếu, đấng toàn năng, đấng di dê. Và tin đến lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã ấn định như vậy. Cho dù nó mấy nghìn năm rồi, nhưng mà nó vẫn hằng còn. Bởi vì Thánh Linh của Chúa đã hành động. Và bất cứ điều gì mà chúng ta áp dụng lời của Chúa để làm theo, chúng ta đều được bình vực. Để sự tin vào Đức Chúa Trời cũng tin lời của Chúa vô cùng quan trọng trên cuộc đời chúng ta. Roma đoạn 1 câu 16 chép: Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin này đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Ở đây Phaolô đã nói ông không hổ thẹn, bởi vì trước đây ông không có quyền phép. Trước đây ông làm theo luật pháp của Môi-se cách cứng nhắc, nhưng sau này ông được báp têm bởi Đức Thánh Linh, được ban cho, ông được tái sanh, và ông không còn hổ thẹn nữa, bởi vì tin lành tức là luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho. Và khi chúng ta làm theo luật pháp Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lãnh được sự ban thưởng của Đức Chúa Trời, đó là Ngài mở trí cho chúng ta hiểu được lẽ thật mầu nhiệm bên trong đó. Và bây giờ cả thân hồn của linh chúng ta đều được nuôi dưỡng bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng tăng trưởng lớn lên, và quyền phép của tin lành khiến chúng ta được bảo vệ, không quyền lực nào có thể chống lại chúng ta được. Và chúng ta còn có quyền phép để đuổi quỷ, chữa bệnh và đồng với Chúa Giêsu cai trị nữa. Phần thứ tư, hãy giảng tin lành của nước Đức Trời cho muôn dân. Mác đoạn 16 từ câu 15 đến câu 18 chép: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống trì độc cũng chẳng hại gì, hay là tay chỉ kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Giảng tin lành cho mọi người, đó là công việc của Chúa Giêsu Ngài giao lại cho chúng ta. Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để chăn loài người. Chúng ta là chiên của đồng của Chúa. Và bởi vì lỗi của chúng ta mà Chúa Giêsu đã phải chịu chết. Ngài chịu chết cho chúng ta. Bây giờ khi chúng ta được cứu rồi thì chúng ta phải làm công việc của Ngài. Đó là mạng lệnh của Chúa. Và Chúa phán với các sứ đồ, và Chúa cũng phán các sứ đồ của Chúa đi khắp thế gian để khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Như vậy thì Chúa muốn tất cả đều trở nên môn đồ. Môn đồ tức là môn đồ của Đức Chúa Giêsu, thì người đó được trang bị, được huấn luyện, được đào tạo, có khả năng làm được như Chúa và trung thành với Chúa. Ai đào tạo huấn luyện các môn đồ? Khi luật pháp của Chúa được công bố, được giảng dạy, chính Thánh Linh sẽ hành động và khiến chúng ta được trang bị tất cả quyền phép trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Và mạng lệnh của Chúa cho chúng ta cũng là trách nhiệm chúng ta nữa, là phải truyền giảng tin lành, phải giao truyền tin lành cho khắp mọi nơi. Tôi đã kinh nghiệm được khi tôi đối diện với sự tấn công của lực ma quỷ tấn công, cũng như là những người mà bị ma quỷ áp chế, họ đến tấn công tôi. Tôi không thể thắng được bằng sức riêng của mình. Nhưng cuối cùng Chúa nói con phải nói. Tôi cầu nguyện xong Chúa nói con phải nói. Và tôi bắt đầu mở miệng ra nói lời Đức Chúa Trời. Và khi tôi càng nói lời Đức Chúa Trời, tôi càng có sức, và cuối cùng tôi thắng. Tôi nói lời Đức Chúa Trời đối với người đó luôn, cái người đó bắt bớ tôi luôn. Tôi nói lời Đức Chúa Trời luôn với cái người mà tìm cách để điều tra mình luôn. Tôi dùng lời Chúa tôi nói. Tại vì khi chúng ta nói lời Chúa thì chúng ta biết lời Chúa là sự sáng thật, mà cái người bắt bớ chúng ta là người đang ở trong sự tối tăm. Và khi lời Chúa được công bố ra thì thiên sứ của Chúa hành động. Của lượng ma quỷ không thể chống lại được luật pháp Đức Chúa Trời, vì nó chống lại tức là chống lại mạng lệnh Đức Chúa Trời. Vì cái thánh có chép: Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc mình thì bị xiềng lại ở trong dưới địa ngục đó để chờ ngày phán xét sau cùng này. Như vậy thì
khi đối diện với những sự bất bờ đó, đừng im lặng, đừng dùng trí khôn, dùng lời của Chúa đã có chép, đã có phán, cho họ biết Chúa Giêsu là ai, tại sao chúng ta phải tin Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đến cứu chuộc chúng ta là con Đức Chúa Trời, chúng ta có linh hồn, chúng ta có sự sống ở trong chúng ta, chết bởi tội lỗi của Adam, nhưng mà Chúa đến để chuộc chúng ta lại và dùng lời của Chúa để dạy cho chúng ta. Ngày Thánh Nhật chúng tôi đến thờ phượng Chúa để nghe lời Chúa, để hiểu lời Chúa, để cho tâm linh của tôi, linh hồn của tôi được hiểu rõ lời mà Cha mình phán cho mình, hầu cho mình biết làm thế nào như thế nào để được sống và được sống dư dật. Chúng ta phải truyền cho tâm linh của người đó nghe được lời của Chúa. Và khi người đó được nghe lời Chúa, Thánh Linh sẽ ghi lời đó ở trong lòng người ta. Cho dù chúng ta có đi ra khỏi nơi đó rồi đó, Chúa vẫn khiến lời đó mọc ở trong lòng người ta. Vậy Kinh Thánh chép nếu một hạt giống lúa mì kia chẳng khi gieo xuống chẳng chết đi thì không xanh bông trái đâu. Nhưng nếu nó chết đi thì xanh nhiều bông trái. Khi chúng ta gieo lời của Chúa vào lòng người ta rồi, lời Chúa không chết. Lời Chúa là hạt giống có quyền phép khiến người ta sống lại được. Nên để chúng ta đã thắng, phải nói với người mà bắt bớ chúng ta. Xác thịt họ nghe không nghe không thành vấn đề, nhưng mà tâm linh của họ nghe. Và Thánh Linh của Chúa đang hiện diện, Ngài ghi lời đó vào trong tâm linh của người ta. Càng bắt bớ nhiều bao nhiêu, càng trả lời lời Chúa nhiều bao nhiêu. Khi họ bắt bớ mình nói lời Chúa. Chúng ta phải giảng tin lành, bởi vì tâm linh của người ta, chứ không phải là xác thịt, tâm linh của ta đang bị trói buộc. Và khi chúng ta giảng như vậy, chúng ta gieo lời Chúa vào trong lòng người ta, và chúng Kinh Thánh chép đất tự sinh hoa lợi. Ở trong lòng người ta luôn, họ nghĩ hoài à. Cứ nghĩ đến là Chúa, thanh niên tiếp tục khơi động hạt giống của Chúa, tiếp tục tỏa ra, Chúa phán với người ta. Chúa khiến người ta khắc khoải, người ta không thể yên được cho đến khi người ta tiếp nhận Chúa. Thái độ tiếp nữa là hãy trung thành với Đức Chúa Jesus Christ cho đến cuối cùng. Thể huyền đoạn 2 câu 7 chết, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các quả thánh rằng, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Chứ thắng đây là thắng về sự yếu đuối của xác thịt mình. Thắng tất cả mọi sự cám dỗ, thắng những sự tội lỗi. Chứ không phải chúng ta cầu nguyện tin Chúa một lần rồi chắc chắn đâu. Chúng ta phải đánh trận đến cuối cùng, giữ chặt lấy cái điều mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đánh trận, khi chúng ta thắng, chúng ta sẽ được sự sống đời trong nước thiên đàng của Ngài. Ở khi chúng ta còn trên đất này, Luca đoạn 22, đường câu 28 đến 30 chép, còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Khi chúng ta bền lòng theo Chúa trong mọi sự thử thách, khi chúng ta tin Chúa, không có một người nào thoát sự thử thách. Tất cả mọi người tin Chúa đều thoát, đều phải chịu thử thách. Nếu người nào tin Chúa mà lại không bị thử thách thì chắc đó là quan ngoại tình. Và khi chúng ta tin Chúa, chắc chắn ma quỷ tìm cách tấn công chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ là Chúa đưa chúng ta vào thử thách để chúng ta nhận biết Chúa rõ hơn. Khi vào thử thách chúng ta cầu xin ai? Nếu ta cầu xin ông trời giúp đỡ thì chúng ta sẽ thấy Chúa giúp đỡ. Còn nếu ta bị vào thử thách, bị bắt bớ, chúng ta dùng trí khôn của mình, chúng ta dùng trí của mình, chúng ta sẽ thua. Nên khi chúng ta khi gặp thử thách, chúng ta cứ nài xin Chúa, Ngài nghe tất cả mọi sự đó. Chúng thử xem chúng ta có tin Ngài không. Và khi chúng ta cầu xin Chúa, phép lạ sẽ xảy ra. Chúng ta mới nhận biết rằng quả thật có Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 22 chép, các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Nhìn thánh chép. Ở đây không phải là con người xác thì người ta ghét chúng ta đâu, nhưng mà quyền lực tối tăm của ma quỷ ở trong những người đó. Không có một người nào trên thế gian này mà không có ma quỷ ở trong thân thể của họ. Bởi vì ở đâu có tội lỗi, đấy có ma quỷ. Cho nên là ma quỷ sẽ nổi giận lên, dấy lên ở trong người đó mà tấn công chúng ta. Nhưng mà nó là ở trong sự tối tăm, chúng ta có sự sáng, công bố lời Chúa thì lập tức chúng ta thắng. Công bố lời Chúa lên, người ta sẽ im đi. Dùng lời Chúa để nói, thì ma quỷ sẽ lùi đi, vì thiên sứ đứng cạnh. Mà ma quỷ cũng biết rõ là khi lời Chúa công bố, Thánh Linh của Chúa hiện diện nữa. Cho nên để đắc thắng là chỉ có dùng lời Chúa để nói thôi. Nên ta phải đọc lời Chúa thật nhiều, suy ngẫm lời Chúa nhiều, trau dồi lời Chúa nhiều, thì chúng ta mới có lý luận để mà nói được. Vì không phải nói để bảo vệ chúng ta mà thôi, còn để cứu những người đang bắt bớ chúng ta nữa, vì họ cần được cứu. Hải Huyền đoạn 21 câu 5 đến câu 8 chép, đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật, đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho, nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Có những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối,
phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Sự hèn nhát sẽ dẫn đến chối Chúa là chết. Chúng ta phải dạy cho người ta không được vi phạm mạng lệnh về hình tượng. Đức Trời của chúng ta là Đức Trời kỵ tà vì Ngài ghen tương. Không phải Chúa ghen tương với các thần tượng đó, nhưng là bởi vì các hình tượng đó cướp đi tình yêu của Đức Trời đối với những người đó. Thế là người tập trung vào thần tượng như vậy đó thì người ta phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, với cơn giận của Ngài nổi lên. Bởi vì Chúa nói chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời khôn ngoan, thì tại sao lại phải nhờ cậy vào gỗ đá bù thạch như vậy? Lời Chúa chép vào trong Thi Thiên cho chúng ta thấy là thần tượng do người ta làm ra đó là gì? Bằng gỗ đá, có mắt mà không thấy, có mắt mà không thấy này, có mũi mà chẳng ngửi, có tai mà chẳng nghe, có miệng mà chẳng biết nói, có họng có một hơi thở đâu cả, có chân mà chẳng biết biết đi, có tay mà chẳng biết rờ rẫm. Phàm những kẻ nào làm và hầu việc chúng nó đều giống như nó. Cho nên chúng ta phải dạy dỗ dân sự của Đức Chúa Trời và dạy người ta nữa để không được thờ lại các thần tượng, bởi vì sự thờ lại thần tượng sẽ khiến người ta bị rủa sả rất là nặng. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 4 đến câu 6 chép: Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta sẽ nhân tội tổ phụ và lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm mơ đến ngàn đời những kẻ yêu mến ta và vâng giữ cái điều răn ta. Khi người ta thờ lại thần tượng thì phải hầu việc, bỏ tiền ra mua nó về, gìn giữ nó, lau chùi nó, và sự đổ xả sẽ đến. Đến khi chúng ta biết được đó thì tất cả mọi loại tượng đúc, tượng chạm chúng ta phải bỏ và loại khỏi gia đình của chúng ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 28 chép: Vì tại trong Ngài chúng ta cũng được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ lên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua cái đời ngu muội đó mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Như vậy chúng ta thấy mạng lệnh của Chúa từ trước sau này không hề thay đổi về cái mạng lệnh thờ thần tượng, nên chúng ta phải cẩn thận về những điều này và dạy cho người ta biết nữa. Phục truyền lời đề ký đoạn 27 câu 15 chép: Đáng rủa xả thay là người làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm. Cả dân sự phải đáp rằng Amen. Rất nhiều nơi người ta không tin vào điều này. Rất nhiều tôi tớ Chúa ở Canada và Mỹ không tin vào điều này. Họ cho rằng họ trong thời kỳ ân điển rồi. Và trong nhà họ đầy rẫy, thậm chí cả tượng thiên sứ. Rất nhiều tượng, thậm chí những ngày lễ Giáng sinh họ tổ chức ra các cái tượng Joseph, tượng Mary, tượng Hải Đồng rồi mấy người đó. Họ làm như là giống như họ khoe về sự sùng đạo của họ đó. Nhưng thực họ không biết rằng họ đã bị rủa sả. Vì Chúa cấm đặt tượng, không được phép làm tất cả mọi sự đó. Bởi vì Chúa Giê-xu đâu phải là con người như chúng ta. Ngài hiện thân chúng ta là bởi vì chính chúng ta được tạo dựng bởi lời của Chúa. Và Chúa Giê-xu cũng được đến đúng điều đó để nhắc nhở chúng ta biết là Chúa đã tạo dựng nên chúng ta như Ngài đã được phán trước, và Ngài được dựng nên theo đúng kỳ vậy. Và nếu chúng ta tin vào lời Chúa, chúng ta được sống lại như Ngài đã được sống lại. Và Chúa mang lệnh chúng ta. Nhưng người ta thì mua con vật về nhà treo đó rồi để trong kệ bày đó, người ta khoe đấy là nghệ thuật. Nhưng Chúa nói là lời của Chúa đã định rồi. Cho dù người ta có sốt sắng làm bất cứ điều gì nữa, nhưng mà Chúa căn cứ theo sự vâng lời, chứ không căn cứ theo của lễ. Chúa không căn cứ theo của lễ người ta dâng, Chúa căn cứ theo sự vâng lời. Vì sự vâng lời là của lễ thuộc linh. Còn điều chúng ta mà dâng của lễ, hoặc tiền bạc, hoặc công sức, hoặc thời gian, hoặc của cái cho công việc của nhà Chúa đó là vì chúng ta đáng phải làm. Nhưng nếu dùng cái đó để khoe và để khỏa lấp tội lỗi là chúng ta sẽ bị án phạt, bởi vì đó là sự gian ác trên mặt Chúa. Nên ta phải thật cẩn thận, tuyệt đối không có thần tượng ở trong nhà. Trong nhà của tôi là kỹ lắm. Hình tượng ô uế phải quăng ra ngay, không được phép có một cái tượng đúc nào cả. Chúng ta phải cẩn thận vì Chúa chúng ta đứng không thay đổi, Ngài ghen tương. Thi Thiên 115 câu 2 đến câu 8 chép: Vì sao các ngoại bang nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời. Phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Hình tượng chúng nó bằng vàng, bằng bạc là công việc tay người ta làm ra.
Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rửa rẫm, có chân nào biết bước đi, khuôn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Giống đây là mù lòa thủ linh, câm điếc thủ linh luôn. Ngước mắt trông thần tượng, rồi Chúa cho làng mắt đi, rồi đầu óc cứ suy nghĩ vì điều đó, gian ác đó cuối cùng mụ đi. Để chúng ta phải cẩn thận. Hầu hết những người đi thờ lại thần tượng, rồi thờ người chết, rồi vào những đình chùa miếu mạo đó thờ cái thần tượng đó thì đều giống như nó cả, chẳng làm gì được, cuối cùng thì hư không đi mà thôi. Luật pháp của Đức Chúa Trời chính là giao ước giữa Đức Chúa Trời với loài người, và Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không bội ước bao giờ cả. Chúa Giêsu là đấng trung bảo, lời của Chúa cũng là đấng trung bảo. Chính lời của Chúa làm chứng chúng ta. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa, thì ý biết rõ chúng ta đã đọc đến đâu và làm như thế nào. Và bởi cái đó nên chúng ta sẽ nhận lãnh được cái phần thưởng của Đức Chúa Trời ban cho, căn cứ theo điều chúng ta làm theo lời của Chúa như thế nào. Liên phục truyền lời được ký đoạn 4 có 23 chép lời Chúa phán: khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và Ngài là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Thì mang lệnh của Chúa vẫn hàng còn, nên chúng ta phải thực cận về điều này. Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta khỏi quyền lực của thế gian. Chúng ta không được theo thế gian, không được làm theo thế gian, nhưng phải trở nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời và mang lẽ thật của sự cứu chuộc cho những người đang còn sống trong thế gian. Chúng ta đang sống trong thế gian, đang làm trong các một số các công ty của thế gian. Điều này không có nghĩa như là chúng ta sống trong thế gian. Chúng ta đang sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thuộc về thế gian và trong thế gian nó khác nhau. Như khi xưa, khi Chúa Giêsu phải nộp thuế, Ngài kêu Phi-e-rơ ra ngoài biển câu cá, lấy đồng tiền trong con cá để mà nộp thuế. Như vậy Ngài có phải ở trong thế gian không? Ngài không ở trong thế gian, Ngài không thuộc về thế gian. Nhưng mà bởi vì đó là gương mẫu theo luật, Chúa làm mà thôi. Trở đây chúng ta đã ở trong răng thứ nhất, đoạn 2 câu 15 chép này: chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Bản tiếng Anh thì chép này: bất cứ ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Tình yêu Đức Cha là sự ban cho Đức Thánh Linh. Nếu ai yêu thế gian, yêu thế gian là tôi đồng lõa với thế gian, đồng lõa với thế gian thờ tưởng tượng, thế gian đi tôi giữ không, mà tôi đồng lõa với họ, tôi thích họ đó, tức là tôi yêu thế gian. Mà nếu yêu thế gian thì thánh của Chúa không bao giờ ngự trong chúng ta, vì tình yêu của Chúa ở trong chúng ta là Thánh Linh. Chúng ta hiểu rõ. Chứ còn chúng ta có thể yêu thích một số vật thế gian chế tạo ra, không có gì khó khăn cả, không sao cả. Yêu thế gian tức là gì? Ham mê thế gian, thích đường lối của họ, thích trò chơi của họ, thích lắm, đến thích thú vui lắm, đến nơi nhộn nhạo karaoke, nhảy đầm lắc lư, đó là thế gian nó yêu thích. Rồi buôn gian bán lận để có tiền nhiều, đó là thế gian yêu thích. Chúng ta không được xếp tính vào, chúng ta cứ làm theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta được hưởng tất cả điều tốt nhất thế gian chế tạo ra, chúng ta có quyền dùng. Nhưng mà chúng ta không phải là chúng ta đam mê giống như thế gian. Cách đam mê của thế gian là gì? Danh chức lợi quyền, cố lao làm mọi cách để họ có điều đó. Chúng ta không làm như vậy. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 3 chép: các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm, hoặc tại xứ Ai Cập là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Canaan là xứ ta dẫn các ngươi đến, chớ đi theo thói tục họ. Chúng ta đã ra khỏi thế gian, mặc dù chúng ta đang ở trong thế gian, nhưng mà chúng ta ra khỏi cái sự cai trị của họ. Chúng ta không đi theo thói tục của họ nữa. Chúng ta phải hiểu rõ được khi chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ hành động theo luật của Chúa, nói theo cách của Chúa nói, sống theo cách của Chúa phán. Roma đoạn 12 câu 2 chép: đừng làm theo đời này, ngay biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta không làm theo đời này có nghĩa là khi chúng ta theo Chúa, chúng ta không áp dụng cái của thế gian vào trong hội thánh. Mọi sinh hoạt, mọi tổ chức, chúng ta có luật pháp của Chúa trong hội thánh. Chúng ta làm theo điều đó. Và chúng ta phải biến hóa đổi mới cái tâm trí mình. Tiếng Việt là tâm thần, những nguyên văn là cái mind, renew the mind. Làm mới cái tâm trí mình bằng cách nào? Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta cho dòng nước chảy liên tục qua một cái vùng đất nào đó, nó sẽ trôi tất cả cái màu mỡ đó đi, phải không nào? Thì cũng có thể như vậy. Khi chúng ta đọc lời Đức Trời thì lời của Chúa là sự sáng. Chúng ta đọc lời Chúa nhiều, nghe lời Chúa nhiều, nghe thanh ca nhiều, thậm chí chúng ta được đổi mới. Khi chúng ta tất cả một sự chết thuộc về sự chết đó sẽ bị nuốt đi,
bởi lời của sự sống. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Nếu chúng ta nghe một bài hát nào của thế gian, thì sau khi chúng ta tắt bản nhạc đó rồi, chúng ta bị ảnh hưởng của nó khoảng một ngày, ít nhất là một ngày. Trong tâm trí chúng ta vẫn hát lại cái bài đó. Nhưng nếu ta nghe thánh ca, thì ta cũng thấy tương tự như vậy. Đó là lý do tại sao Chúa dạy chúng ta, điều gì có tiếng tốt, điều gì có nhân đức đáng khen, hãy nghĩ đến. Chúng ta phải tạo điều kiện cho chúng ta được nghe lời của Chúa nhiều, trau dồi nhiều. Thì bây giờ tâm trí chúng ta được đổi mới, bởi vì luôn luôn có lời của Chúa. Chúa Giêsu tức là lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã ban cho chúng ta. Lời Chúa khiến chúng ta được sống lại, khiến ta được cứu chuộc thế nào. Thì bây giờ chính là lúc chúng ta, chứ không phải là Ngài nữa. Ngài đã ban chính Ngài cho chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta phải hành động, tức là yêu mến lời của Chúa bằng cách chúng ta đọc lời Chúa, liên tục suy ngẫm lời Chúa và cầu nguyện với Chúa. Thì bây giờ quyền phép trong lời của Chúa sẽ đem lại sự giải cứu cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta cứ cầu nguyện Chúa ở trên trời để xem Chúa làm gì chúng ta đâu. Không, Ngài đang ở cạnh chúng ta, ngay trước mặt chúng ta, ở trong lòng chúng ta nữa. Bởi cái đó nên chúng ta hiểu rõ này, Chúa Giêsu đã ban chính Ngài cho chúng ta rồi, và tất cả mọi sự có trong cái thánh đó là thuộc về chúng ta. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con, là Cha đời đời Chúa bình an của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, Ngài yêu chúng con đến đã hạ mình xuống, lấy thân phận như là tôi tớ để đem tình yêu của Đức Chúa Cha đến cho chúng con. Chúa tìm kiếm chúng con lại và Ngài bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Cha cho chúng con, Ngài làm vững lập luật pháp của Ngài và làm chứng về lẽ thật cho chúng con. Và sau khi làm xong tất cả mọi sự rồi, Chúa lên thập tự giá để gánh tất cả mọi tội chúng con ở trên Ngài và đổ huyết ra để cứu chuộc linh hồn chúng con. Ngài cứu chuộc thân thể xác thịt chúng con ra khỏi sự đổ xả của luật pháp để chúng con được tự do thờ phượng Chúa và trở nên tôi tớ Ngài, con cá Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành đã ban Jesus Christ cho chúng con và ban luôn tất cả mọi ơn mà Chúa Jesus Christ đã có cho chúng con nữa. Để nhờ cái ơn đó chúng con có thể sống đứng vững được và hầu việc Ngài cho đến phút cuối cùng chúng con trở về thiên đàng. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh của Ngài ở với chúng con, ở trong chúng con và cùng chúng con để dạy dỗ, dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật mầu nhiệm của lời Ngài. Chúng con cầu xin Chúa giúp đỡ để tâm trí chúng con được đổi mới và Ngài sự mặc khải của Chúa cho chúng con, để chúng con nhận biết ý muốn tốt lành của Ngài và chương trình của Ngài trên từng người một, hầu qua đó và chúng con được vững chí bước theo Ngài cho đến khi chúng con được đón trở về thiên quốc. Thì Chúa tiếp tục làm vững cái việc cái tay Ngài trên cuộc đời của chúng con. Vì chúng con tin quyết rằng trước khi chúng con sinh ra trên đất này thì tên của chúng con đã được ghi vào trong sổ Chúa ở trên thiên đàng rồi. Bởi cái đó xin Chúa giúp đỡ để chúng con nhờ ơn của Ngài mà thắng được sự yêu đuối của xác thịt mình, hầu chúng con được đứng vững vàng xứng đáng với tình yêu của Chúa. Xin Thánh Linh trang bị vũ khí giới của Ngài cho chúng con, giúp con nhận biết Chúa là đấng toàn năng và Ngài đang ở gần chúng con, dạy chúng con cầu nguyện. Ngài ban ơn cho chúng con biết sử dụng lời của Chúa và ý mến lời của Ngài, hầu cho chúng con nhờ lời của Chúa như là một hàng rào bảo vệ chúng con, như là một ngọn tháp cao vững chắc để chúng con nương cậy, cũng như là ngọn tháp để từ đó chiếu sáng ra để dẫn dắt nhiều người đến với Chúa nữa. Trong tất cả mọi sự này, chúng con cầu xin Chúa tiếp tục dạy dỗ, dẫn dắt, trang bị cho chúng con để chúng con ai nấy được trưởng thành, có tầm thức vóc dạc trọn vẹn như Đấng Christ vậy. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện xin sự vinh hiển quy về danh Thánh Chúa. Con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.